Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ quay toàn cảnh cách rèn một con dao đi rừng bằng nhíp của Nga ngày xưa. Ok, bây giờ ta sẽ bắt đầu ta làm.
Đây các bạn thấy chặt rất chỉ là ngỏ. Đấy. Ta thử xem con dao, cái lưỡi dao có việc gì không nhé. Đây rất chỉ là ok. Ta làm bằng cái chất liệu cái nhíp Nga rất chỉ là tốt. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách dàn dao đi rừng bằng nhíp Nga đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.